Mến chào quý vị, Diễm Quỳnh rất vui được chào đón quý vị đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày được phát sóng trên kênh Tin Mới Nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay thì quý vị đừng quên nhấn like và đồng thời chia sẻ những thông tin hữu ích này tới những người thân yêu của mình để ủng hộ cho chúng tôi. Và bên cạnh đó là đừng quên đăng ký theo dõi kênh để cùng nhau cập nhật những nội dung đáng chú ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay để xem ngày hôm nay thì có những nội dung đáng chú ý nổi bật nào. Công điện số 18 CDQJ chỉ đạo ứng phó bão số 1. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ban hành công điện số 18 CDQJ gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ huy các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Hiện nay bão số 1 đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, dự báo trong 24 giờ tới di chuyển theo hướng bắc tây bắc, có khả năng mạnh thêm và diễn biến phức tạp trong những ngày tới. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Thủy sản, hiện nay các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định còn có tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão trong 24 giờ tới. Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, tránh thiệt hại đáng tiếc, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai một số nội dung như sau. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, kiểm đếm các tàu đang trong khu vực nguy hiểm, bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo trước 6 giờ 30 phút và 17 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công điện hỏa tốc số 17 CDTU chỉ đạo ứng phó bão số 1. Ngày 30 tháng 6, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã ban hành công điện hỏa tốc số 17 CDTU chỉ đạo ứng phó với bão số 1. Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Thứ nhất, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến. Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công, rà soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Thông tin tuyên truyền và các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, nhất là trên các đảo. Đối với miền núi phía Bắc, rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra, sạt lở, chia cắt. Rà soát phương án bố trí lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố giao thông, kiểm tra rà soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu xả lũ, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống. Chỉ đạo rà soát kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo và thông tin kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Thứ ba, Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Thứ tư, Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, xả lũ và đảm bảo an toàn hạ du, nhất là các thủy điện nhỏ. Thứ năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn tàu cá, nuôi trồng thủy sản, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu đang thi công.
bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Thứ sáu, các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thứ bảy, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thời lượng, kịp thời đưa tin về diễn biến bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó. Thứ 8, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công điện 16, chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa ban hành công điện số 16 CDQG, chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Để chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Thứ nhất, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Thứ hai, tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, kiểm tra hướng dẫn, neo đậu tàu thuyền tại bến. Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Thứ tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Thứ năm, Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia trong khu vực đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân và tàu cá vào tránh trú và hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu. Thứ sáu, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra. Thứ bảy, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin truyền thông về diễn biến áp thấp nhiệt đới và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả. Thứ 8, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện công điện 16. Sáng ngày 29 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp giao ban ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó trưởng ban, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển Quảng Ninh đến Khánh Hòa tổ chức trực ban nghiêm túc theo công điện số 16 CDQG. Ngoài ra, cần chú ý đến các cảnh báo, dự báo, tham khảo các đài dự báo của khu vực vì diễn biến của áp thấp nhiệt đới sẽ còn biến động trong vài ngày tới. Vì vậy, cần quan tâm đến các việc thông báo tàu thuyền trên biển, liên tục cập nhật tình hình để có phương án chỉ đạo phù hợp. Trong một vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và ảnh hưởng đến tuyến bờ cũng như là chú ý đến khu vực dịch vụ, ngành du lịch đang trong mùa cao điểm. Kiểm tra các tuyến đê biển trong trường hợp bão đổ bộ kết hợp với kỳ chiều cường cũng sẽ gây mất an toàn công trình. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện sơ tán, di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Văn phòng Bộ Công an có công điện số 06 CDV01 gửi Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các đơn vị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Cục Trang bị và Kho vận. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp có khả năng mạnh lên, Văn phòng Bộ Công an, Thường trực Ban Chỉ đạo UPT BCA đề nghị Ban Chỉ huy UPT, Công an các đơn vị địa phương triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai, trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau. Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai.
Thứ hai, theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp để triển khai các phương án, kế hoạch, lưu lượng, phương tiện và điều kiện ứng phó, bảo đảm phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra thiên tai. Thứ ba, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng sơ tán, di dời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương. Thứ tư, chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan, đơn vị công an, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. Thứ năm, kịp thời thông tin về hình ảnh, hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai, tổ chức tốt công tác trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống thiên tai, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo với văn phòng bộ. Số điện thoại 069 234 1042, 0913 555 323, 069 234 1044. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi hết chương trình và hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho quý vị những thông tin thật sự hữu ích. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh này phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai nhé!